thứ cho người khác là cách buông tha cho chính mình. Có một người bị hãm hại lúc 23 tuổi, sau 9 năm tù, vụ án quan của anh ta mới được làm sáng tỏ. Sau khi ra tù, anh ta sống cả đời với sự than phiền, chửi rủa. Đáng nhẹ ra tôi đã được sống một thời thanh xuân tươi đẹp thay vì chịu cảnh quan ức đến nỗi phải ngồi tù. Đó vốn không phải là chỗ của người ở. Phòng giam hẹp đến nỗi muốn trở mình cũng khó. Cửa sổ dường như không thấy ánh mặt trời. Mùa đông thì rét căm căm, mùa hè thì bị mũi đốt. Tại sao ông trời lại không trừng phạt những kẻ đã hãm hại tôi? Ít nhất cũng giáng quả xuống đầu họ để tôi có thể hạ giận trong lòng. Ở tuổi 73, người đó nằm liệt giường trong sự nghèo khó. Trước lúc làm chung, dị linh mục đến bên giường bệnh và nói đứa trẻ tội nghiệp, trước khi lên thiên đàng, hãy sám hối cho tất cả những tội lỗi con đã mắc phải trên đời. Ngay cả khi sắp chết, người đó vẫn giữ trong lòng mối hận thời trẻ. Tôi không có gì cần sám hối, điều tôi cần là một lời nguyện, nguyền của những kẻ đã gây ra bất hạnh cho tôi. Một sư hỏi, con đã bị giam bao nhiêu năm vì bị đổ quan? Chín năm, người đó gằn giọng. vì một sự thở dài mà nói, Hơi, thật đáng thương, có lẽ con là người bất hạnh nhất thế gian. Ta thông cảm với sự bất hạnh và đau thương của con. Người ta giam cầm con 9 năm. Khi con đã được thả ra, con sẽ được hưởng sự tự do suốt phần đời còn lại. Nhưng còn lại dùng sự thù hận, quán trách, nguyện rủa trong lòng để giam cầm mình suốt 41 năm còn lại. Chỉ vì 9 năm bất hạnh mà ôm hận cả đời, liệu có đáng không? cơm Người nông dân và tài cờ bạc cùng đến một quán ăn Mỗi người chọn cho mình một bàn ăn để ngồi Tài cờ bạc gọi một món rau, một bình rượu và vài cái bánh bao Hắn uống hết bình rượu, ăn hai cái bánh bao Còn rau chỉ động vài đũa Sau khi ăn uống no say, hắn lấy ra 100 đồng trả cho cô phục vụ Rồi đứng dậy đi Cô phục vụ gọi Này ông ơi, đợi một chút, ông đưa dư 10 đồng tay cờ bạc nói vang không cần đó là tiền cho cô còn người nông dân gọi một món rau một món canh một bát cơm canh rau ăn hết sau cùng còn lại một cục cơm anh ta cho nó vào trong đĩa rau dầu trong đĩa rau được quét sạch sau cùng cục cơm đó được cho vào miệng người nông dân gọi cô ơi vẫn chưa thói lại tôi hai đồng bàn bên cạnh là hai người thầy trò họ quan sát câu chuyện người học trò nói rằng người nông dân này thật keo kiệt, còn người đàn ông kia thật hào phóng. Người thầy nói: Tiền của anh nông dân được đổi từ mồ hôi nước mắt, còn tiền của người kia còn thấy có cái gì? Mới là người kiên trì với ý muốn ban đầu. Chuyện kể rằng có ba chàng trai trẻ hỏi một vị sư thầy rằng: "Thưa thầy, làm sao chúng con mới có thể tìm được một nửa kia lý tưởng ạ?" À? Vị sư thầy không trả lời thẳng câu hỏi mà đưa ba người họ ra một thửa ruộng rồi nói: "Các con lần lượt đi qua thửa ruộng này rồi đem về cho ta một bông lúa mì to nhất về đây." Các con không được quay lại đường cũ, và mỗi người chỉ có thể đem về một bông." Chàng trai trẻ đầu tiên vừa đi được mấy bước, liền thấy một bông lúa mì triệu hạt, thế là chàng trai liền hái và bỏ vào túi, trong lòng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Tiếp theo chàng trai tiếp tục đi về phía trước, cậu ta định giao bông lúa mì cho vị sư thầy, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, càng đi về phía trước, cậu ta phát hiện ra hai bên đường mọc vô cùng nhiều bông lúa mì lớn. Cậu ta hái một bông rồi, dựa theo quy tắc của sư thầy, mỗi người chỉ có thể hái một lần. Vì vậy cậu đành rời khỏi thửa ruộng với sự tiếc nuối trong lòng. Chàng trai trẻ thứ hai rất thông minh, cậu ta rút ra được một kinh nghiệm từ người đi trước. Nhìn thấy bông lúa triệu hạt, cậu ta cũng không giỏi vàng hái chúng. Trong lòng cậu nghĩ, phía trước thế nào cũng có những bông lúa to hơn, tốt hơn, nhất định phải bình tĩnh. Kết quả rất nhanh, cậu ta liền đi đến cuối thửa ruộng, mà những bông lúa ở mép ruộng toàn bộ đều khô quắc, căn bản không thể so được với những bông lúa triệu hạt thấy trên đường đi. Cậu trai vô cùng hối hận, thế nhưng quy tắc đặt ra là không được quay lại đường cũ. Thế nên cậu chỉ đành tiện tay hái một bông trở về. Chàng trai thứ ba đã quan sát cả quá trình của hai người đi trước. Cậu ta phát hiện hái sớm không được, hái quá muộn cũng không xong. Thế là cậu ta liền chia thửa ruộng thành ba phần. Chị lúa mì ở thửa một thành ba loại, nhỏ, dừa và to, rồi xem xét lúa mì ở thửa hai và ba. Mặc dù bông lúa mì cuối cùng cậu ta chọn không phải là bông to nhất của cả thửa, nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất trong phạm vi quy tắc rồi vì vậy chàng trai thứ ba đem theo chiến lợi phẩm vui vẻ trở về chỉ cần bình tĩnh lại suy nghĩ bạn sẽ phát hiện quá trình hái lúa mì cũng giống như đời người chỉ có tiến về phía trước không có đường quay lại điểm xuất phát nếu bạn muốn tìm cho mình một bông lúa mì phù hợp nhất thì bắt buộc phải bỏ ra sự cố gắng tương xứng người đưa ra quyết định nhanh trên quãng đường tiếp theo họ sẽ gặp được càng nhiều thứ tốt đẹp hơn khi đó họ sẽ bắt đầu tự quán trách bản thân, hối hận, chán nản. Thế nhưng cơ hội chỉ có đúng một lần, lúc đó hối hận cũng chả có tác dụng gì. Có người lại cân nhắc quá nhiều thứ, kén cá chọn canh, họ luôn cho rằng sẽ có thứ tốt hơn đang đợi họ phía trước. Và kết quả là họ đã đi đến cuối con đường từ lúc nào không hay. Lúc này chỉ đành bất lực, chọn bừa một bông lúa mì cho xong việc kiểu người đó còn không bằng kiểu người thứ nhất ít nhất kiểu người thứ nhất còn có thể chọn được một bông lúa mì tương đối triệu hạt trong bản chất con người luôn tồn tại một điều phổ biến đó là không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp hơn mình. Thế nhưng họ đâu biết rằng lòng đố kỵ chính là rào cản trên bước đường thành công của họ. Nếu bạn nào đã từng đi mò cua bắt ốc, sẽ nhận ra rằng nếu như bỏ một con cua trong giỏ tre, thì cần phải đẩy nắp giỏ lại, nếu không con cua sẽ bò ra ngoài. Tuy nhiên, sau khi bạn câu được thêm mấy con cho vào giỏ, thì không cần phải đẩy nắp giỏ lại nữa. Lúc này cho dù con cua có dùng dãy kiểu gì, cũng không thể bò ra ngoài được. Đó là bởi vì khi có trên hai con cua ở trong chiếc giỏ tre, mỗi một con đều tranh giành bò về phía lối ra. Chỉ cần một con cua bò đến miệng của chiếc giỏ tre, ngay lập tức những con còn lại sẽ dùng cái càng của chúng để kẹp chặt con cua đó, sau đó kéo nó xuống phía dưới cùng để cho các con khác bò lên phía trên. Cứ như vậy, cuối cùng không có một con cua nào có thể tẩu thoát thành công. Đây chính là định lực con cua, hàm chứa triết lý đáng suy ngẫm. Trong xã hội hiện đại, đây cũng là tâm thái của rất nhiều người, vì bản thân không hạnh phúc nên muốn người khác sống không hạnh phúc, bản thân không thể trèo lên cao nên nhất định phải kéo người khác xuống, khiến người khác cũng không thể nào trèo lên cao được. Còn người ở tầng lớp xã hội thấp, bởi vì bản thân không tốt đẹp nên không muốn người khác tốt đẹp họ thích du khống đố kỵ dạch trần đối phương vì không muốn người khác có cuộc sống tốt hơn họ nên họ nhất định tìm mọi cách dẫm đạp lên người khác để thỏa mãn sự yếu đuối và ham hư dinh của bản thân một tác giả người nhật từng viết như thế này tớ hận cậu đã thực hiện ước mơ của tớ tớ hận cậu có cuộc sống tốt hơn tớ tớ hận cậu lúc đầu chẳng ra gì mà bây giờ lại có tương lai tươi sáng như vậy tớ cũng hận sự hèn yếu của bản thân tớ hận mình không đủ may mắn không đủ tài năng tớ đem hết toàn bộ oán hận của mình cho cậu dùng toàn bộ để hận cậu người hay đố kỵ người khác càng sống càng làm hạn hẹp con đường phía trước của mình mà thôi cũng chính là tự thân làm hại thân vậy trí khôn hay cú lừa Ngày xưa có một thương nhân do Thái đến một thị trấn nhỏ buôn bán, nhưng ông ta mang một túi quá nhiều tiền vàng nên đi đâu cũng phải mang theo bên người, vừa nặng lại vừa không an toàn. Ông bèn đến một nơi vắng vẻ gần thị trấn, nhìn trước nhìn sau không một bóng người, bèn đào một cái hố chôn túi tiền vàng rồi lắp lại, phủ cỏ rác lên trên rồi ra đi buôn bán những lô hàng rẻ những lái buôn đủ lợi giàu có nghèo có khôn ngoan có khờ khạo có đang chờ ông ngày thứ hai trở lại nơi giấu tiền thì hỡi ơi đau lên thấy túi vàng đã không cánh mà bay người do thái đó đau khổ tưởng như chết đi vì số vàng đó là toàn bộ tài sản ông dành dụm được suy nghĩ lại hôm qua lúc chôn tiền không thấy ai sao lại mất quay đầu nhìn lại ông nhận thấy có một túp liều cỏ ở xa xa tường nhà có một lỗ nhỏ hướng ra ngoài bãi trống phải chăng người trong nhà này nhìn qua lỗ tường thấy ông chôn tiền nên đã lấy người thương nhân lưỡng lự chưa biết làm cách nào mối nghi ngờ của ông ta chỉ là giả định không thể xông vào nhà người ta mà đòi tiền được không những không đòi được tiền mà có khi còn phải ăn no đòn suy đi nghĩ lại cuối cùng người thương nhân nghĩ ra một diệu kế ông ta mang bộ mặt rầu rĩ đến ngôi nhà đó gõ cửa một cách từ tốn xin gặp chủ nhân ngôi nhà mở cửa cho ông ta là một gã đàn ông có bộ mặt gớm ghiếc chủ nhà nhìn ông một cách nghi ngờ ông muốn gì người thương nhân cung kính đáp xin lỗi ngài tôi là kẻ nông thôn quê mùa dốt nát chưa hề lên thành thị Ngài là người thành thị nhất định thông thái, xin Ngài cho phép tôi hỏi một vài việc. Rất mong quý Ngài vui lòng chỉ giáo, kẻ hèn này xin đội ơn Ngài. Cả đàn ông thấy trước mắt, không phải là kẻ hỏi tìm tiền vàng, mà chỉ là một tên nhà quê ngu đần, liền thở ra một cách nhẹ nhõm và hỏi một cách độ lượng. Thế thì ông định thịnh giáo điều gì? Sinh cứ nói người thường nhân vừa làm ra vẻ thành khẩn vừa ngây thơ bày tỏ thưa ngài tôi ở ngoại thành vào thành mua hàng mang theo hai túi tiền một túi 500 đồng tiền vàng một túi 800 đồng tiền vàng tôi đã chôn túi nhỏ ở một chỗ không ai biết bây giờ còn túi tiền lớn không biết nên chôn hay nên giao cho người đáng tin cẩn thì an toàn hơn nghe giọng nói của người thương nhân như thế vị chủ nhà cho rằng ông ta chưa biết đã mất túi tiền, bèn ung dung nói. Nếu tôi là anh, thì tôi không tin ai cả. Tốt nhất, đem túi thứ hai chôn cùng túi thứ nhất. Bí mật, bí mật. Thường nhân đáp, thư dân, tôi sẽ làm theo lời ngài, xin cảm ơn ngài. Nói xong tự tạ rồi ra đi, mắt giả giờ len lén nhìn về phía chỗ chôn tiền vị chủ nhà đáng kính nhìn qua lỗ tường, đợi cho người thương nhân đi khuất, bèn lập tức lấy túi tiền vàng vừa ăn cắp được, chôn lại vào chỗ cũ. Hy vọng người thương nhân mang nốt túi tiền thứ hai đến chôn rồi sẽ được cả hai. Sự chờ đợi làm ông ta sung sướng hồi hộp gần như tắt thở. Nhưng kỳ quái là ông ta chờ mãi mà không thấy thương nhân kia trở lại. Chủ nhà nhận đêm tối chạy ra lỗ chôn tiền thì không thấy túi tiền nào nữa. Ngày một đồng vàng cũ kỹ, có nằm mơ cũng không thấy. Bây giờ chủ nhà mới hiểu, người thương nhân đó, kẻ mà ông chỉ cho là một gã nhà quê ngơ ngết ngu đần, đã giả ra đi thật, nắp vào một chỗ đâu đó đợi ông ta chôn lại túi tiền. Đặng vừa quay lưng về nhà thì đã chạy đến lấy lại túi tiền rồi.